Nay em tiếp tục về lô bò mới anh chị, bữa nay ngày 13 tây tháng 6 2023 anh chị. Em có về lô bò mới anh chị. Cô chú anh chị nào có gần xa mà có nhu cầu bắt bò số lượng lớn liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Em về lượng bò cũng khá là đông anh chị. Mong cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, ủng hộ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang anh chị. An Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Đồng Nai anh chị, Bình Phước, Đà Lạt anh chị. Đó, xe em đang chuẩn bị giao cho khách anh chị liên tục ha. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Đây, xe em chuẩn bị lên hai xe luôn ha anh chị. Đây. Đó, hai xe chuẩn bị lên ba xe luôn ha. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ giùm em. Gần xa thì em đều ghép được hết ha anh chị. Trong tỉnh ngoài tỉnh, các tỉnh nào em đều ghép được hết ha anh chị. Mong cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Em số lượng bò của em bắt là bò thịt ha anh chị. Cái thịt, cái xin, bò cái cạo, bò mẹ con, bò cái nuôi ha anh chị. Bò đực. Anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em. Tiếp tục mã số 1 anh chị, em tô 3 con đực kem anh chị. Một con kem F2, hai con kem F1 ha anh chị. Em số 3 con anh chị, cái con đầu tiên là 90 phân trở lên ha. Cái con sau là yếu 1 tí ha, con sau là 1 mét anh chị. Bò đầu tiên này lùn thắng tầm khoảng 5 tháng anh chị. Hai con sau là tầm khoảng 6 tháng trở lên anh chị, 6 tháng rưỡi ha. Em số 3 con anh chị. Ba con này có giá tại chuồng của em là 25 triệu anh chị. Pin lực không anh chị. Bò này to to không anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò mà giá tầm trung thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị ơi. Bữa nay em về bò được cũng không được nhiều mấy ha. Cô chú anh chị nào quan tâm giùm em ha, tại vì có khách đặt hàng hết anh chị. Cho nên về bao nhiêu là khách đặt rồi em về sau rồi anh chị. Cô chú anh chị nào xa có nhu cầu bắt mã số 1 cứ liên hệ giùm em ha. Cái con bò này rất là pin lực ha anh chị. Ba con giá tại chuồng của em là 25 triệu. Mã số 1 ha anh chị. Anh chị nhớ mã số giùm em ha. Ba con giá 25 triệu mã số 1. Cái con sau là bự chảng luôn ha anh chị. Rất là bự dài đòn anh chị. Rất là mềm luôn anh chị ơi. Anh chị nào nhanh tay bắt những mẫu bò đực thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Rất là pin lực, mã số 1. Giá tại chuồng của em là 25 triệu. Giá 25 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha. Đây, em lại gần cho anh chị xem đây. Bò em là bao tật lỗi anh chị ha. Không thòng ruột, không bú nhớt anh chị. Nhìn sao mong đích đó anh chị. Thè lè không ha. Lưng quay là con nào cũng hở hết anh chị. Đây con này cũng vậy anh chị. Sao cũng vậy anh chị. Lưng đích là ok hết. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Đà Lạt anh chị. Đà Lạt, Tân Phú, Định Quán, Đồng Nai ha. Vũng Tàu anh chị, Xuân Lộc, Đồng Nai, Sài Gòn anh chị. Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước anh chị. Các tỉnh đó đều ghép được hết. Chợ Rạo anh chị. Cô chú anh chị nào đằng xa nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Em đang có chuyến xe về An Giang anh chị. Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu anh chị, Hậu Giang anh chị. Đây, mã số 1, giá tại chuồng của em là 25 triệu cho ba con đực anh chị. Ba con đực này em lựa rất là sạch bò anh chị. Rất là sạch. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Giá tại chuồng của em là 25 triệu cho ba con đực anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Rất là to anh chị. Con đầu tiên là từ 90 phân trở lên nha. Con sau là con giữa là yếu 1 mét tí nha. Con sau là trên 1 mét anh chị. Ba con có giá tại chuồng em là 25 triệu cho ba con đực anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây. Đây, rất là bự bò anh chị. Lưng đít là con này bú mềm luôn anh chị. Cô chú anh chị nào có quan tâm những mẫu bò này cứ alo giùm em anh chị. Giá tại chuồng của em là 25 triệu cho ba con đực. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Mã số 1 anh chị. Em tiếp tục mẹ con mã số số 2 anh chị. Số 2, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Với hai con cái B anh chị, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm em ha. Hôm nay em còn sót lại được hai con anh chị mới bắt về, còn nổng không anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo mẹ. Bò này em có đo chiều cao anh chị. Em độ tầm khoảng trên một con chắc tầm khoảng 90 phân, con chắc tầm khoảng 8 mấy phân anh chị. Nó cũng bự lắm anh chị. Cái cặp B này có giá tại chuồng của em là 13 triệu anh chị. Giá 13 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm em ha. 13 triệu một cặp anh chị. Đây. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Cặp nhá B cái này là 13 triệu anh chị. Đây. Tiếp tục cặp mẹ con anh chị. Mẹ con này đẻ tầm khoảng mẹ xin lebo anh chị, dính con cái 3B anh chị. Mã số 2 anh chị. Cặp bò này có giá tại chuồng của em là 12 triệu rưỡi anh chị. Giá 12 triệu rưỡi.
Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo mẹ nha. Bò này đẻ tầm khoảng 4 lứa anh chị. Con mẹ còn rất là sạch bò ha, hổ nù anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt cái alo mẹ nha. Nữa còn rất là mập mạp anh chị. À, thịt thà anh chị thôi nè, cái dần sữa nè còn rất là ok anh chị. Con ngé nói chung là lú tiền anh chị ơi, ngé giờ cũng 5 triệu rồi đó, anh chị thấy đó, em bán như là dấp luôn ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp chùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Em bán giá tại chuồng là em là 12,5 triệu anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp chùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Bò này sinh sản bình thường ha anh chị. Đây giá 12,5 triệu một cặp bò mẹ con ha anh chị. Cái ke cái 3B mẹ sim ha anh chị. Con bò mẹ em đưa dưới lưng là chiều cao là trên 1m1 anh chị, 1m13, 1m14 anh chị. Anh nói chung là trên 1m1 yếu 1m2 ha. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp chùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Đây nó rất là to bò anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà cần xài những mẹ con thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây giá tại chuồng của em là 13 triệu ha, 12,5 triệu ha. Cặp cái B này là 13 triệu anh chị. Cô chú anh chị nào có quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây rất là bự bò ha. Anh chị thấy nè, đây em thả ra thì nó thấy nó giãn quá, nó uống quá trời nó giãn cho nên em thả ra một cặp B luôn anh chị. Đó, cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ cho em anh chị. 13 triệu một cặp B cái giá 13 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp cho em. Đây đó, B thui B cạo đều được hết anh chị. Đó, anh chị nào thấy đủ thì mần ha, không đủ thì mình nuôi thêm. Bò này cứng bò hết anh chị, không còn cống ghét ha, rất là ú bò ha. 13 triệu một cặp cái B ha. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ giùm em. Đây, rất là bóng bò anh chị, rất là bóng ha. Giá 13 triệu cho cặp cái B ha anh chị. Chung với mã số 2 anh chị. Anh chị nhớ mã số mình ha. Một cặp cái B, một cặp cái kem. Một cặp cái kem của em là lùn tháng tầm khoảng từ 6 tháng anh chị, là 13 triệu anh chị. Một cặp mẹ một con 12,5 triệu. Mẹ xin label dính con cái 3B anh chị. Giá tại chuồng của em là 12,5 triệu một bộ mẹ ăn con anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Bò anh chị thấy con nào cũng út nút nó mập nù không anh chị. Về nó cắn vậy nó mập nút luôn à. Quá trời mập. Đó, còn chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Giá tại chuồng của em hai con cái B cạo, hai cái kem anh chị, mẫu này mẫu nuôi cũng được anh chị, bình thường ha. Giá tại chuồng của em là 13 triệu anh chị. 13 triệu một cặp cái bê cái kem anh chị. Hai một bộ mẹ ăn con. Giá tại chuồng của em là 12,5 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm á, cứ quan tâm những cái mẫu bò mẹ ăn con mà đích bự bự gì cứ liên hệ cho em ha. Đó, rất là sạch bò anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ trực tiếp chùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Đây. Ngoài rất là xa cho anh chị xem ha. Nó đứng lộn xộn á. Tại vì thấy nó dạng quá em thả luôn anh chị. Đó. Mẹ ăn con này là 12,5 triệu anh chị. Mã số 2, mẹ xin label đẻ tầm 4 lứa, dính con cái 3B. Giá tại chuồng em là 12,5 triệu ha. Em có đăng lên kênh YouTube anh chị, Trại Bò Thành Trung Tâm Phúc Vlog với Trại Bò Trà Vinh, mà cái hình đại viện là cái con 3B bông bông anh chị. Anh chị thấy nghe tiếng của em anh chị vô đăng ký kênh ủng hộ Trại Bò Trà Vinh giùm em anh chị. Đây, coi thêm nhiều người biết đến em anh chị. Đây, con cái này rất là to anh chị. Mẹ con đây. Hàng cái B anh chị. Đây một con. Hai con này là 13 triệu anh chị. Em xô một cặp 13 triệu ha. Hai con cái kem 13 triệu, một mẹ một con, mẹ xin label. Cái 3B 12,5 triệu anh chị. Đây em tiếp tục mẹ con mã số 3 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ con mã số 3 liên hệ trực tiếp anh chị. Sừng thùng wow anh chị, nó giỏm lần trước ha. Mẹ xin dính cái kem anh chị. Mẹ này chiều cam đo giữa lưng là trên 2 bò anh chị. Cô chú anh chị làm sao nào có nhu cầu bắt alo mẹ anh chị, còn này xé mặt xé lưng là đều chín hết anh chị. Này rất là to bò anh chị. Mẹ con này có giá tại chuồng là 16 triệu anh chị. Mẹ con nghe cái giá 16 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này liên hệ em anh chị. Mẹ xin là tầm khoảng 3 lứa bò anh chị, 3 lứa ha. Đây, xương sóc cũng dài đòn anh chị. Con cái kem thì bự chảng luôn anh chị. Cái kem rất là to bò anh chị. Đó. Cô chú anh chị lần xa nào có nhu cầu bắt cứ alo giùm em ha. Đây. Giá tại chuồng em là 16 triệu mẹ con nghe cái. Xương sóc đứng thẳng gẳng ok lắm anh chị ơi. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ alo trực tiếp chùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Đây. Rất là to bò ha. Đây. Rất là đẹp bò anh chị. Đó. Giá tại chuồng em là 16 triệu mẹ con nghe cái kem rất là to anh chị, lút tiền hết anh chị ơi. Anh chị giờ mình thích mình nuôi mình thả đồng la lô mẹ anh chị. Bò em tẻ tầm khoảng 3 lứa anh chị. 3 lứa ha. 3 lứa trở lên anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em. Sinh sản bình thường anh chị.
Đó. Con bò là sinh sản mới đẻ được con bò con hả anh chị? Còn về sau mình sao mình biết được anh chị? Hiện tại giờ nó đẻ ra như vậy là có nhiều anh chị hỏi em mà, ờ Trung ơi con bò này nó đẻ được sao được không? Thì chắc cú rồi em cũng giống như anh chị vậy á. Tại mình thấy trước mắt thì nó đẻ được con nó mới đẻ ra được con mẹ mới đẻ ra được con ha. Còn về sau thì nó đẻ mình mới biết anh chị. Đây. Nó thì em coi nó không lòi không lú, không mai không giá. Thì thôi anh chị. Còn anh chị nào thấy mà em đưa cái giá bò này hợp lý cứ điện trực tiếp giùm em ha. Còn anh chị mà điện trả giá em thì anh khỏi anh chị khỏi điện em chi mất công anh chị. Tại vì em cũng không bán được. Mất công mà chị em mình liên hệ tới lui hoài cũng không được gì anh chị. Đây, mẹ con này giá tại chuồng em là 16 triệu cho mẹ con mã số 3 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Con là xương sóc dài đòn cực kỳ anh chị. Mẹ là hai chân diện khú ha. Sừng giỏm trước anh chị. Bọn này xé mặt là xé lưng chính hết anh chị. Cái sữa rất là to anh chị. Đây, rất là bự con anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Bò mẹ là chiều cao là trên 1m2 bò ha. Trên 1m2, yếu 1m3 anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Đây, rất là to cho anh chị ha. Đem tiếp tục mẹ con mã số 4 anh chị. Cô chú anh chị nào có thích mẹ con mã số 4 liên hệ trực tiếp cho anh chị. Mẹ xin á, bèo lẻ tầm khoảng lứa hoặc hai lứa quay đi về anh chị, dính con được 3B anh chị. Bò này cực kỳ mát sữa luôn anh chị. Con mẹ này chủ gieo được chắc 3 ngày anh chị. 3 ngày á, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, theo dõi giùm em á, có đậu thì anh chị nhờ nha. Tại vì chủ báo em là gieo tin rồi anh chị. Đó, dính con được 3B anh chị. Con mẹ sẽ mặt sẽ lưng đều chín hết anh chị ơi. Đó, cực kỳ sạch ha. Nó có cái gúng chuồng cũng đẹp lắm anh chị. Mẹ con này có giá tại chuồng của em là 17 triệu anh chị. Giá 17 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ giùm em ha. Trái sữa là chà bá lửa luôn anh chị. Giá 17 triệu tại vì con lú tiền anh chị. Con giờ mình tách ra cũng phải 8 triệu. Con mẹ rất là sạch bò ha. Rồi chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, con mẹ là anh chị cực kỳ bự luôn, cực kỳ sạch luôn anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Mẹ xin lùng ha, rất là đẹp bò. Đó. Rất là sạch bò anh chị. Con này bự chảng anh chị ơi. Đó. Ngoài mà nhờ cái chủ khấy được 3 ngày á, đậu hên xui anh chị. Cũng không biết nói sao, chủ báo sai thì nói vậy, có khi em báo anh chị về cái có chỗ 4-5 tháng cái 6-7 tháng cái có mình không biết mình canh hoài ha. Đây, đậu thì anh chị nhờ, không đậu thì anh chị kêu tin lại giùm em anh chị. Này, mẹ rất là sạch bò, còn bóng bò lắm anh chị. Sáng trưng bò. Dính con đực 3B ha. Giá tại chuồng của em là 17 triệu mẹ con nghe đực. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Đây. Giá tại chuồng của em là 17 triệu mẹ con nghe đực. Em đang có chiếc xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Chợ Rạo anh chị, Đồng Nai, Đà Lạt, Vũng Tàu anh chị, Bình Thuận. Em đang có chuyến xe về các tỉnh đó anh chị. Cô chú anh chị nào gần xa nào có nhu cầu muốn bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, dàn mặt nó rất là khéo anh chị. Giá tại chuồng của em là 17 triệu cho mẹ con nghe được 3B anh chị. Bò này là bao lỗ anh chị luôn, hết đường nào để mình phân lỗ được anh chị. Tại vì con nó cũng lú tiền anh chị. Rất là bự bò ha, rất là sạch, con mẹ còn khá là đẹp anh chị. Đó. Giá tại chuồng của em là 17 triệu cho mẹ con nghe được 3B anh chị. Con mẹ này anh chị cực kỳ sáng luôn, cực kỳ mát sữa luôn anh chị. Đứng quay xa cho anh chị hết con bò anh chị dễ nhìn ha. Giá tại chuồng của em là 17 triệu cho mẹ con nghe được. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Rất là to bò anh chị. Con mẹ thì xương sóc đứng thẳng gẳng ok lắm. Pin con mẹ xin lebo anh chị. Giá tại chuồng là 17 triệu cho mẹ con nghe được anh chị. 3B mã số 4 anh chị. Em tiếp tục mẹ con siêu anh chị, dính nghe được kem anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Con mẹ này cái chiều cao khiêm tốn lắm anh chị. Em đo giữa cái sái lưng nó là nó tầm khoảng 1m1 anh chị. Nó nhúc chích chút nhích em cho yếu 1m1 anh chị. Bò này lùn liền anh chị. Đó. Còn khá là mập anh chị. Con nhỏ con này đó bị viêm da nó cục có mấy mục nhỏ nhỏ li ti chút xíu anh chị, giờ nó chích cái nó liền hết anh chị. Nó còn cái thẹo li ti nhỏ nhỏ có gì em báo anh chị ha. Đó. Mẹ con này có giá tại chuồng em là 13 triệu anh chị. 13 triệu cho mẹ con nghe được. Mẹ siêu anh chị, bò tơ để lứa đầu anh chị. Đó. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ giùm anh chị. Quá mềm luôn anh chị ơi, cho mẹ một con ha. Giá tại chuồng của em là 13 triệu mẹ con nghe được. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ giùm em ha. Mẹ con siêu. Dính nghe được kem anh chị. Đó anh chị thấy cái đít không chị? Nó
có cái mục nhỏ nè, chứ không bị gì anh chị. Nói chung là không có cái gì mục gì hết, nó cái chỗ nó cái đít đó, thì theo đó. Giá tại chuồng em là 13 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, con mẹ còn khá là bóng anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp thì ra bò hành trung giúp em. Mẹ còn mã số 5 ha anh chị. Mẹ còn mã số 5, giá tại chuồng em là 13 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ alo giùm em ha. Còn cái cục mà li ti chứ trên cái chỗ mà cái cổ của bò mẹ nó là chủ chích bị ép xe chứ không bị gì ha anh chị. Đó. Chị nuôi bò anh chị biết mà ha. Đó. Đây, con mẹ còn khá là mập ha anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Mẹ siêu, siêu đỏ anh chị. Mẹ siêu đỏ, dính con đực kem, giá tại chuồng em là 13 triệu. Đây cái dàn sữa anh chị thấy này. Đó, chủ báo em là tầm một lứa cho hai lứa đi anh chị. Một lứa hoặc hai lứa quay đầu về ha. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, liên hệ giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 13 triệu anh chị. Mẹ con ngá đực, mẹ siêu, dính đực kem anh chị. Giá 13 triệu, cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm anh chị. Mẹ thì lùng liền, thùng bọng là quá ok luôn. Cái sữa thì chà bá lửa luôn. Chỉ 13 triệu xu mẹ con cái đực anh chị. Đây, đó. Thùng bọng rất là sạch bò ha. Mẹ siêu, đục trụi anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, mẹ con ha. Rất là sạch bò. Rất là bự bò anh chị. Đây, rất là sạch bò anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu mẹ con siêu mỏ đâu. Mỏ hồng, mỏ đỏ này cứ liên hệ giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 13 triệu anh chị. Mã số 5 anh chị. Anh chị nhớ mã số giùm em anh chị. Mẹ con siêu, giá tại chuồng em là 13 triệu mã số 5. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm anh chị. Mẹ con giá tại chuồng em là 13 triệu anh chị. Mã số 5. Tiếp tục hai cái xác anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo mẹ anh chị. Bò này mình nuôi mập mình thịt anh chị. Cái con cái đầu tiên anh chị. Cái tiên là con xin anh chị. Xin này có đo chiều cao trên 1m1 anh chị. Con kia là cũng yếu 1m2 anh chị, trên 1m1 hết anh chị. Này làm xô một cặp đi anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt cái alo mẹ em ha. Cặp bò này có giá tại chuồng của em là 16 triệu anh chị. 16 triệu rưỡi anh chị. Giá 16 triệu rưỡi cho cặp mẹ con mã số 6. À, cặp cái xác anh chị. Mã số 6 anh chị. Còn chú anh chị nào quan tâm những mẫu này cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm em anh chị. Cặp bò này có giá tại chuồng em là 16 triệu rưỡi anh chị. Một cặp giá 16 triệu rưỡi nha. Còn anh chị bắt lẻ thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Một con xin, một con pháp anh chị. Cái xác anh chị, cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Đây, con pháp thì mắc tiền hơn anh chị. Đó, rất là mập ha. Con xin này thì dẻo ốm anh chị. Nó có tàn. Đó, cô chú anh chị nào quan tâm alo mình anh chị. Một con 6 triệu rưỡi, một con 10 triệu anh chị. Con xin thì 6 triệu rưỡi nha. Con kem thì 10 triệu, cô chú anh chị thích con nào thì mình xào lấy giùm em ha anh chị. Giá tại chuồng em là con này là 6 triệu rưỡi ha, anh chị nuôi mập mình thịt. Đám tiệc thì kia đều được hết anh chị ơi. Tại vì mình dẻo thấy nó dẻo hơn nó hơi xấu ha anh chị. Xấu mới có dòng tiền nó rẻ. Nên anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 6 liên hệ giùm em ha. Một con 6 triệu rưỡi, mẹ xin. Con cái xin á, một con cái kem là 10 triệu ha. Anh chị nào có quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm đại bò thành trung giúp em. Giá tại chuồng của em là một cặp là 16 triệu rưỡi anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm alo giùm em anh chị. 16 triệu rưỡi một cặp anh chị. Rất là to, rất là sạch bò anh chị. Cái này pháp trụi anh chị ơi. Đó, anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Giá tại chuồng của em là 16 triệu rưỡi một cặp ha. Anh chị bắt lẻ thì con 6 triệu rưỡi, con 10 triệu. Thích con nào thì xạo lấy giùm em anh chị. Đây. Đó, con xin này 6 triệu rưỡi anh chị. Đòn dài ốm tàn lớn anh chị. Giá chỉ 6 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này liên hệ giùm em ha. Bò này đẻ chắc tầm 3-4 lứa anh chị. Đây, em tách con nó ra nè. Anh chị nào quan tâm alo giùm em ha. Bò này cái xác anh chị. Mình bán cái xác anh. Cái sữa nó cũng còn căng nè anh chị. Anh chị nào thích mua mập lên mình làm đám tiệc này kêu đều được hết anh chị. Đó. Giá 6 triệu rưỡi. Con kem thì 10 triệu anh chị. Anh chị nào quan tâm alo giùm em. Mẫu này nói chung là bò này khô anh chị. Giá 10 triệu ha, một con thì 6 triệu rưỡi ha. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Tục mã số 7 anh chị, anh chị nào thích dòng xin Labo có liên hệ mẹ anh chị. Bò này là bò cấy ra không anh chị. Một con xin đầu tiên chiều cao là trên mét bò anh chị. Con sau là trên mét mốt anh chị, gúm yếm lòng thòng ha, cực kỳ to đẹp anh chị. Bò này nói chung là whip lắm anh chị ơi. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ giùm em anh chị. Cái này em có một cặp, em xô một cặp cho anh chị ha. Anh chị thích cái cặp nào alo mẹ em ha anh chị. Đây, cái con xin này mắc tiền hơn anh chị. Bò này chiều cao là trên mét mốt anh chị. Đó, mét mốt, từ mét mốt 12, 13 trở lên anh chị, 15 á.
em không có đo, nói chung là trên x1 x2 á, màu đỏ huyết cực kỳ đẹp luôn anh chị. Cái cặp đầu tiên này là giá 23 triệu anh chị. Anh chị thích cái con nào thì cứ liên hệ giùm em anh chị. Cái con xin sau là cực kỳ đẹp luôn anh chị. Cái con trước thì rẻ tiền hơn ha. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị ơi. Bò này xé mặt xé lưng là điều chính hết anh chị. Bò này là bò cấy ra anh chị. Bò mẹ tàn lớn xương sóc đứng thẳng gẳng lắm anh chị. Cái con trong này là cực kỳ viết luôn. Cái màu nó đỏ huyết luôn anh chị. Tại vì vô cái máy của em á nó không được thấy màu đỏ anh chị. Bò này xé mặt xé lưng là chính hết anh chị. Hoa chim là chà bá lửa luôn anh chị. Đây. Hoa cực kỳ bóng mượt luôn ha. Giá tại chuồng của em là 23 triệu một cặp xin. Cái xin anh chị. Bò này là cứng tháng hết chị ơi. Con này luồn tháng tầm khoảng 7 tháng bò anh chị. Cái xin nè, cúng yếm lòng thòng anh chị. Cái con sau là từ 9 tháng 10 tháng anh chị. 10 tháng bò mới được con bò lớn vậy anh chị. Cô chú anh chị nào có quan tâm cứ liên hệ cho em anh chị. Kế là con thứ ba là cái con Pháp anh chị. Con này là con Pháp này khi bằng khắp cọp anh chị. Đây, con này là chiều cao là trên 1m anh chị. Con này giá tại chuồng em là 13 triệu anh chị ơi. Con này là con Pháp được lỡ anh chị. Giá 13 triệu. Cực kỳ to. 13 triệu anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á cứ liên hệ giùm em anh chị. Cực kỳ to luôn anh chị, 13 triệu. Đây, rất là to ha. Cô chú anh chị nào thích con Pháp cọp gần liên hệ em anh chị. Bò này là tại vì con mẹ siêu đẻ ra anh chị. Tại vì kem á cái nó ra thành cọp gần vậy anh chị. Đó, da rất là mỏng á, mình kêu con kem cũng được anh chị. Kem gần cũng được anh chị. Kem gần ha, bò này lỡ anh chị. Tại vì cái hàng này cái dùng của em nó hơi rẻ anh chị, cho nên cái giá nó cũng nới lắm. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ cho mình anh chị. Chỉ 13 triệu anh chị. Sở hữu được một con Pháp Pháp gần anh chị. Pháp này Pháp kêu bằng Pháp gần á. Rất là to bò anh chị. Còn anh chị thích cái mẫu mà xin Lebo mà giống yếm lòng thòng đứng dai đứng thẳng này cứ liên hệ anh chị. Một cặp 23 triệu á. Còn anh chị tách ra thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đó. Tại vì con bự con nhỏ anh chị, tại vì có một cặp thì mình kêu bắt chủ á, mình kêu bán có đồng lời cho nó dễ mua anh chị. Cái con này giữa thì rất là đẹp anh chị, hình bọng này kia là xương sóc đứng rất là ok. Đó, rất là dữ dằn bò luôn anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Mã số 7 ha, cặp cái Center giá 23 triệu anh chị. Giá 23 triệu một con thì tầm lồn thịt nó tầm khoảng 60kg anh chị. Đây, đây rất là đẹp anh chị. 60kg á, con thì tầm khoảng 50. Đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo mình anh chị. Đuôi là lết phết luôn anh chị. Con nhỏ vậy hoa rất là to. Con này mập béo mập luôn anh chị. Cái dàn lưng nè. Cái dàn yếm nè thôi. Nó đi cái dàn cúng dây cực kỳ đẹp anh chị. Em mới nè, từ cái dàn ở trên xuống tới dưới luôn anh chị. Anh chị nào thích cứ liên hệ giùm em chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị. Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận anh chị. Những xe Dũng em về Vũng Tàu luôn anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt alo anh chị. Một cặp xin giá tại chuồng em là 23 triệu một cặp. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp cho em ha. Đây, giá 23 triệu cực kỳ VIP luôn. Cái con này cũng đẹp chứ không phải là tệ anh chị. Đây cái màu này, con bò này thì nó màu vàng rơm anh chị. Nó cũng có vàng gúng yếm xương sóc đứng thẳng gẳng. Xé mặt là xé lưng điều chính hết chị. Có con bên kia thì màu đỏ huyết thì thấy mình thấy nó bò xin thì mình thấy nó chọi hơn anh chị, nó chọi hơn đó. Giá tại chuồng của em là 23 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Con Pháp cọp đó là giá tại chuồng là 13 triệu anh chị, quá rẻ anh chị ơi, như bò thịt luôn ha. 13 triệu. Đó, con này là con mình có lớn bình thường rất là đẹp anh chị, đích cái gương đích là đều hở hết anh chị. Tại vì nói chung là bắt nói em bắt nói anh chị. Đây anh chị xem đây, đó đích là thè lè luôn, không phải là ấm tẩy ha. Lưng là lưng đôi anh chị, dòng hai anh chị. Đó, mẹ siêu để ra. Giá tại chuồng em là 13 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Giá 13 triệu cực kỳ bự luôn anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm em anh chị. Cái con cần cái tơ xin này, hai con này đẹp lắm anh chị ơi. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Rất là đỏ anh chị. Con cái con này màu đỏ biết ai, cái con này là màu hơi vàng gom anh chị. Giá tại chuồng em là 23 triệu một cặp ha. Còn anh chị bắt lẻ thì giá nó cao, con cái con giữa nó cao dữ lắm anh chị. Đó. Màu đỏ huyết luôn ha. Cái con này màu vàng gom anh chị. Giá 23 triệu. Cái con kem của em là 13 triệu anh chị. Giá 13 triệu. Được kem giá 13 triệu á. Này con kem cọp ha, gần anh chị. Anh chị thích kêu cọp gần thì liên hệ em ha. 13 triệu. Rất là to anh chị. Mông đít rất là bự ha.
13 triệu.